Mọi người ơi, thả tim cho Bảo Lê nha. Hôm nay là Bảo Lê like tại trang cá nhân của Christine nha. Và tụi mình đang có mặt tại Atlanta Beauty. Cái này là Golden Dog cái mã. Là bây giờ là Bảo Lê đi để làm mất cái đường nối nha mấy anh chị ha. Đây cũng là một trong những cách mà Bảo Lê là deep. Là Bảo Lê là chuyên về deep nha mấy anh chị. Đã có rất là nhiều năm trong kinh nghiệm. Thì hôm nay là Bảo Lê sẽ chia sẻ với mình là một trong những cái cách mà Bảo Lê đang làm. Và rất là hiệu quả luôn. Tại vì mình cần có nhiều cách để làm để mà hả cho công việc của mình á. Mình càng nhiều càng tốt thôi. Đúng không? Bây giờ là Bảo Lê vừa làm vừa nói cái cách thức làm như thế nào cho mọi chia sẻ với mọi người ha. Rồi, xin chào mọi người. Đây là nước thứ hai của base ha, để che giấu được cái làn nói đó. Ra móng nó sẽ mịn hơn. Wow, deep đẹp quá ha. Mất đường nối luôn mấy anh chị. Thì Bảo Lê đầu tiên sẽ đi là khoảng là 60%. Nước thứ hai của Bảo Lê sẽ đi 80% nha mấy anh chị. Để làm mất cái đường nối. Hôm nay là Bảo Lê làm móng dài mà mất đường nối nha mấy anh chị ha. Làm sao ra một cái bộ nail tự nhiên. À, hai bên á, mình kéo thẳng xuống. Đúng rồi. Mấy anh chị thấy rõ không? Ryan Phạm, khỏe ông cưng. Em thay chị Lê Thanh. Hẹn gặp chị tháng 10 nha. Ryan ơi, cái like của chị nó rõ không em? Đó, mở cái đèn cho nó sáng lên. Thấy rõ ha. Cái nước nước deep là số 2 đó là Christine thiết kế rất là vừa nha, không dày quá. Khi mà anh chị quét á rất là dễ quét luôn, nó không có bị chỗ dày chỗ lợt á. Thì khi mà mình và cái nước deep này đó là nó hút bột, nó rất là đẹp và rất là chuẩn và đều luôn, không bị loang lộ nha. Nước deep này rất là dễ sơn và nó khô rất là nhanh. Nhanh quá thì nói thì nó quá đúng không? Nó khô vừa. Nhanh quá mấy chị trên live là tụi mình nhanh ơi là nhanh luôn. Thấy không? Đó, thì khi mà mình deep xong á là cái nail của mình gần như nó khô luôn. Và khi mà mình deep á là mình chọn cái loại keo như vậy đó để làm cho cái màu của mình á khi mà mình deep lên nó đều, không bị chỗ dày chỗ mỏng. Còn nếu mà nó đặc quá đó là mình quét nó cũng khó nữa đúng không? Khi mà quét mà hai bên hông nó có bị dày không à. Thành ra khi mà mình deep á là cái chỗ dày chỗ mỏng, cái màu nó không có đều. Nên là Christine là thiết kế cái chai này rất là vừa nha, rất là vừa cho cái bột của mình luôn. Nên là cái nước deep này mấy anh chị xài cho các hãng khác cũng được. Nhưng mà tại vì trong lúc mà mình thét cho cái này đó là Christine dùng cái màu của mình đúng không? Tất nhiên mình dùng cái màu của mình để thét rồi. Nên bảo đảm là khi mà anh chị mà dùng cái nước deep này đi chung với cái collection 144 màu của Christine á là chuẩn luôn. Chuẩn 100% nha mấy anh chị ha. Đó, khi mà xong rồi thì Bảo Lê. Ồ, thank you chị Lê Thanh nhiều nha. Xếp 144 màu quá xuất sắc. Thank you chị nhiều. À, màu deep của bên Christine đó là nó sẽ matching với gel nha mấy anh chị ha. Matching với gel nha. Và cái gel rất là dễ sơn. Khi mà anh chị sơn á là khô rất là nhanh và rất là bóng. Độ bền của nó là hơn tới 25 ngày lận. Mà nó sẽ hơn nữa nhưng mà tại nó 25 ngày thôi. Thường là người ta nói là hơn 2 tuần thôi, mình mong khách là 2 tuần quay lại thôi chứ mình đâu có chờ nó 3 tuần đâu đúng không? Đi lâu quá không có tiền. Nên mình nói vậy thôi để khách nó quay trở về, làm nó last quá thì mình đói. Thực tế đúng không? À,
khách thì ai cũng muốn bền, cũng giống như mình làm đi, mình cũng muốn nó càng lâu. Nhưng mà nếu mà nó càng bền á thì khách của mình nó đi càng lâu nữa. Nên là nên mình lại phải làm sao cho nó sau 2 tuần nó chip chip hai móng. Ở thì trong này thì yêu cầu ta làm nó cắt cái on the set, cái là marble smoky nail, cái design crystal và những loại thứ thì ta sẽ làm bắt đầu làm cái kiểu gì đó. Nên tại sao là có hai mi mi khỏe không mi? Christine và anh chị tới đi mua cho hai chị đó. Hôm nay là Christine làm phiên dịch đó. Chị gờ cái đường nói nó gần như mất đường nói luôn á. Đúng rồi, không có mượt đường nói nha. Đây cũng là một trong những cách làm mất đường nói này mấy anh chị ơi. Rất là hay luôn á. Rồi. Quẩy bột nha, quẩy bột. Dọn hết mấy này cho Bảo Lê có rộng chỗ ha mấy anh chị ha. Rồi, để Bảo Lê dip cho mọi người xem. À, cô khỏe nha em. Qua bên này chút xíu cân. Đúng rồi, đúng rồi. Đầu tiên thì Bảo Lê sẽ đi là 95% nha mấy anh chị ha. Và sơn rất là mỏng cho hai bên. Và sơn đều đi qua đi về để cho màu của mình nó đều. Sau đó là mình sẽ nhúng vô cái bột nha mấy anh chị ha. Thì khi mà Bảo Lê nhúng thì mình sẽ nhúng hai lần. Rồi sau đó mình sẽ chờ cho nó khô chút xíu mình mới phủi nha. Mình sẽ qua ngón khác trong khi chờ đợi. Được cưng. Này. Cho em hết luôn. À, bên ngoài bên kia em. Đúng rồi. Không, có mấy hũ bên đó luôn á. Nó qua bỏ bên kia hết rồi. Không, bên kia hết rồi, bên em hết rồi. Bên em có hoa nha. Đúng rồi. Đây, màu màu đích được luôn. Màu mà nó lên mà nó sạch luôn á. Nó không bị, nếu mà em để clear nhiều em thấy á, nó sẽ khiên thấu, nó sẽ có những cái lỗ lỗ. Để ý đi, khi mà sơn thấp lên á. Còn khi mà mình á như vậy á thì cái màu đích lên nó sẽ chuẩn 100%. Mấy anh chị ơi, giúp mình xin xe nha và thả tim cho Bảo Lê. Đó thì hôm nay là lần đầu tiên Bảo Lê làm live ha. Đó, mình sẽ đi là 95% thôi mấy anh chị ha. Anh chị nào tại Atlanta đó mình muốn nâng cao tay nghề đó, mình có thể là liên hệ Richard và Bảo Lê nha. Hai em đó có dạy private lớp đó mấy anh chị, chia sẻ về những cái cách mà deep dub á, rất là tiện cho mấy anh chị luôn. Ôi thank you chị Lê Thanh nhiều. Cái đường nói gần như mất rồi nè. Đúng rồi, cái đường nối là nó mất luôn ha mấy anh chị ha. Đây đó, rất là đẹp luôn, đường nối rất là, đường nối đã mất luôn. Cái ma bộ smoky của mình nó ra giống vậy. Hai Minh Hằng, à, hồi nãy là Bảo Lê đó là đi hai lớp nha mấy anh chị. À, Bảo Lê đi đợt lớp đầu tiên là 60%, lớp thứ hai là 80%. Cái lớp đầu tiên thì mình sẽ làm mất đường nối, đúng không? Cái lớp thứ hai mình cũng làm mất đường nối luôn. Nếu mà nó chưa mất đường nối thì mình sẽ làm mất đường nối. Đồng thời bên cạnh đó thì mình sẽ làm cho cái bay, cái nền của mình có cái độ dày đều hơn. Thank you chị Lê Thanh nhiều. Cái bay nó good lắm luôn á chị ha. Dạ thank you chị. Và cái top nó super bóng luôn. Và khi mà lát nữa là Bảo Lê sẽ sơn cái top số 4 cho mấy anh chị ha. Cái top số 4 nó rất là bóng và khô nhanh. Khô nhanh nha mấy anh chị. Cái top dip á, là cô xin đang nói về cái dip nha mấy anh chị ha. Đó, thấy không? Khi mà chị đi với, chị đồng với bột nè. Chị đi với bột, chị chọn nó bay hết cái đường của mình, chị thấy nè. Dễ sơn ha, cây cọ đã ha, cọ mềm, cọ mềm dễ quét, cái cổ nó tròn. Tại vì sao, nếu mà mình chọn cây cọ mà nó gọi là dày quá đó là nó sẽ đẩy sát cái cổ của mình không được. Mình chọn vừa thôi. Mà cứng quá thì cũng khó sơn, cứng quá không được, nó bị sọc. Đúng rồi, cây cọ này good lắm luôn. Khi mà mình đánh nhiều thì mình cũng làm như cái cọng đi chứ.
lát mình bỏ cái gột lết lên nữa, lát anh nhớ được mình bỏ gột lết. Tại sao mình dùng mấy cái này nó lớn quá, mình làm sao mình xé cho nó cái mềm 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 ra được. Bắt đầu món này. Chị kêu chị chờ chút đi. Bây giờ sang sử dụng cái EL07 của mình làm cái Omicut. Cái Omicut có hai cách để cắt. Bây giờ là cái dip nó đang rất là thịnh luôn. Điểm nào cũng phải có dip hết. Tại vì sao? Cái gì mà mình build á, từ từ thời gian nó sẽ có. Mà bây giờ tiệm mà không có dip là không cạnh tranh lại được. Khách hàng muốn cắt từ số 3 tới số 8 á, thì cắt cái ôm này nó ngang được. Cái miếng cắt đó, cái miếng cắt đó nó đạt dip là nó đi tới số 7. Là nó dài tới số 7 thôi. Còn tới số 8 nó tới được. Tại vì cái size của nó giống vậy nè. Bây giờ mình sẽ dùng hai thứ. Cái miếng cắt với cái dao của mình để mình cắt. Nếu khách mà muốn cắt dài thì mình sẽ dùng cái dao tới số 9. Thì cái gì cái dao thì cắt từ số 3 tới số 9 dao. Chút xíu nữa cái ngón này mình sẽ làm ombre nha mọi người. Em quên bên này cũng mất ngủ luôn rồi, cũng quên. Thường là em 2 giờ mới ngủ thôi, một cái coi như 2 giờ là bên này ngủ đi sáng, em ngủ đi sáng bên này cũng ngủ rồi. Ủa khách 3 tiếng hả? Quá à, em ngủ không được luôn. Chút nữa mình làm ombre xong mình vẽ freestyle on nha chị. Nè, mỏng mịn láng giữa ít. Để hỏi cái vụ điếp này nè. Thì nó mua cái thóp điếp là... Ví dụ như cái cuối cùng để lên. Lắp cho cái bán này hả? Dép rất là nhanh khô và bóng nha chị. Để trước chị đứng đợi cho em xíu xíu đi. Em làm xong rồi đó. Bỏ lớp số 4 lên cho chị coi luôn. Khi mà nó hút lên không, chị thấy nó đều màu ha, nó không có bị loang loang đốm đốm. Đó xong. Phủi sạch ở dưới luôn nha, để mình làm cái top ở trên ha. Xong rồi anh đánh ombre lên cho chị luôn.
cái này vừa làm base vừa làm top luôn hả chị ha? Cái top rất là mịn luôn á, mịn. Cái này của Nhúng chị. Đắp thì mình có cái đắp crystal clear đó chị. Đó, xong mình bỏ số 3 lên ha. Deep activator. Khi mình làm non mùa thì sẽ làm cho điện được crystal clear white. At least là cái non màu white với hai màu orange với bạch kim. Đó. Với một crystal clear nữa thì mình làm vậy mà mình crystal nó tạo cái màu của mình nó đẹp hơn. Tại vì cái màu bột crystal clear anh lấy vậy nha. Đó, anh lấy một, hai, ba, có lon à? Khi mà mình dip xong nó mệt như nè, mình gần như là chạy cái dòng clinical xong rồi là xong luôn, rất là nhanh luôn. Bảo làm đẹp quá, đẹp. Đẹp lắm luôn á mọi người ơi. Hai phó bảo phải không em? Wow, cái màu dip đẹp lắm. Dip là chuẩn 100%. Vậy hả? Thank you anh nhiều. Thank you nhiều. Không, em ra cái set 144 màu á. Hai anh Quyền, phải không anh Quyền? Rồi mọi người, bây giờ mình làm ombre ha mọi người ha. Dạ. Thường thường cái ombre cam. Cái màu quan trọng là chịu khó. Thay vì đi một cái bộ design thì phải lâu hơn cái thường, đúng không? Nhưng mà được cái là nếu mà mình có design công việc của mình đó, nó mới mọi ngày. Tiền nhiều nữa. Nó vui nữa ha. Bây giờ mình đánh màu lên nha mọi người. Bây giờ thì Bảo sẽ chia sẻ cách làm sao để đánh ombre đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi bây giờ đi ombre nha mọi người ơi. Đây là một trong những cái cách đi ombre lửa nè mọi người. Rất là hay nha. Đây bắt đầu là mình sẽ rải nó lên nè mấy anh chị ha. Khi mà đúng rồi mọi người cứ nhìn đi. Đó mình làm một loại ma bùn nó lai cho nó đẹp. Lúc nào mình lấy một crystal clear. Đó, đó mọi người đánh từ dưới đánh lên. Đó, là nó sẽ ra ombre. Đánh khi nào lên màu thôi mọi người. Âm nhạc luôn. Trong mình nguyên gọi đi từ bên số 2. Nếu mà là mình muốn nó đậm hơn thì mình đi thêm một lớp nữa. Tay của mình. Nếu anh chị nào á, mình nếu mà bị hương bay á là ai bị hương bay vậy, cái này là mình phải lấy cái màu đậm hơn đúng không Bảo? Đúng rồi. Cái màu này hơi nhạt chút xíu. Đó. Bây giờ mình kiếm cái màu đậm hơn nha, để mình qua bên kia mình kiếm cái màu đậm. Làm step by step rồi. Đúng rồi. Đó. Đây có màu đậm đây. Tiếp tục mình lấy một chút. Đó. Đây cái màu đậm hơn cho nó lên nổi bật hơn nha mọi người. Tại vì cái dip ombre nó mỏng á. Đó lên rồi đó. Xong rồi cái cọ của mình. Xong rồi nghiêng cái này. Đẹp quá. Đây là một trong những cái cách mà mình làm ombre đó. Bây giờ đang rất là thịnh nha. Có 2-3 cách để làm ombre rất là đẹp luôn mọi người. Đây là cái cách của Bảo chia sẻ nè. Hay lắm luôn mọi người ơi. Bảo ơi, Phó Bảo em thấy không? Đó, rất là đẹp nha. Mọi người thấy không? Cách làm ombre nè. Rất là hay luôn. Sau đó mình sơn thêm lớp số 2, mình làm thêm lớp đúng không Bảo? Đúng chị.
Rồi, khi mà mình đánh ombre này mình đi hai lớp nha mấy anh chị. Mình đánh một lớp. Mình có để clear không? Clear lên. Em nghĩ chắc khỏi đi em. Tại nó dày ha. Hồi nãy mình có một lớp kia rồi. Nếu mà mọi người làm quen á, mình đi cái lớp clear xuống nha. Còn Bảo bây giờ đang fix cái này. Tại hồi nãy mình đi một lớp cái mỏng rồi đó. Nên là cái lớp này là Bảo không có đi nữa. Nên Bảo cố gắng để mình cho nó đẹp đã. Xong món khác Bảo sẽ làm lại cho mọi người nha. Cũng đi từ từ ở dưới đi lên vậy đó. Đúng rồi, đi từ từ ở dưới đi lên nè. Rồi, xong mình bật activator. Và cái bột của xin đây thì khi anh chị lấy lên, nó mình bỏ lên nó hơi sần sần chút xíu. Nếu anh chị khi mình bỏ lên nó đẹp thì đi lấy cỡ xong. Đặt cái này là một món mò bò mình lấy lên một chút xíu. Mò bò. Mình biết lại là cái bột nó rất là dễ. Mò bò thì bây giờ mình... Đó. Thường thường cái dip á, cái marble mình dễ bằng marble in á chị, hay là mình dễ mấy cái marble dip không đẹp. Tại marble khi mà không mình... dip không đẹp. Ừ. Với lại muốn marble á, đầu tiên á thì mình phải lót một lớp sóc ngoài ở dưới trước, còn bây giờ nó chu lê. Yeah. Bây giờ màu lên không nổi. Đây này, cái này bằng bột á. Dạ. Nó hơi khó. Dạ, cái nãy lên nó bài tùm lum. Mình có thể bỏ keo lên mình làm. Cái nường cái mo bồ đó mình vẽ nó hay hơn, mình bỏ cái mát thốc thốc á đây nè, rất là mịn luôn. Mình bỏ xong cái mình vẽ mo bồ lên xong bỏ thốc thốc lên để giống như chị đánh lên là để làm đó, thì cái thích mát của cái bột đó nó phải rất là đậm. Đấy là hai tháng ngồi trên. Đó, mình sẽ làm cái này diễn diễn nha. Một men design rồi. Ngon, chị ngồi. Hơi, bên này hiện tại là bao nhiêu giờ ta? Ở bên này tới 12 giờ rồi, mấy anh chị ơi, mấy anh chị cùng tranh thủ ha. Hôm nay thì cái live của mình, cái demo show của mình sẽ kết thúc sớm hơn một tí. Nhưng theo xem ca nhạc. Đó, bắt đầu mình đi vô. Ngày mai mình sẽ trở lại vào 1 giờ tới 5 giờ chiều. Thường á, cái ở dưới là màu nhạt á, thì khi mà chị đánh lên á, thì nó sẽ ok hơn. Còn cái này là hai cái màu này cực kỳ đậm, chị hiểu không? Nhưng mà đánh lên mà như vậy là quá đẹp. Nó hơi chọi. Đúng vậy, cũng có luôn. Nó đẹp hơn. Cái màu này em... Cái này đúng có Halloween không? Đúng rồi. Halloween với mùa thu nè. Chỉ có bạn bè ở đây qua. Chơi. Nếu mà chưa đậm thế mình muốn mình đánh thêm một lớp nữa. Cách 3 tiếng, em lại cách 5 tiếng, còn em cách 2 tiếng. Đúng giờ cách luôn. Mình tạo ra tính mình trước, đây là cái nền của mình. Còn hôm nay là cách 8 tiếng, 7. Ủa, đỡ 3 tiếng. Đúng, ba tiếng là trời đủ giờ á. Ba tiếng hả? Không, nói ba tiếng, bốn tiếng. Đó, lên màu rất là chuẩn nha mọi người. Xong 9 giờ xuống vậy là bên đó 6 giờ là bay bản tiếng. Lưu chuyển chuyến rồi nữa. Bản tiếng bay hai chặt luôn á. Đúng rồi. Đây lúc mình rửa xếp á mọi người. Nhất hai bên khóe là mình ôm vô chút xíu nữa sẽ rửa ít lại. Tại dép căn bản của nó cũng đã mỏng và tự nhiên rồi. Rửa dưới nè, lên là ôm vô nè.
màu rất là đẹp luôn. Nè, mình giữa từ dưới giữa lên nè. Em đừng thành nó dễ có oxy rồi. Sao sáng? Mình đừng đi chơi lấy mình ngắm biển rồi vừa được học hỏi, vừa ăn uống. Còn đây bao? Chị chỉ cần bóc vé bên đó, tới đó rồi chị cũng lo. Dạ đúng rồi, tới đó thì... Ô xí xuống. Thì chị alo cái rồi kiếm cái chỗ nào chị ở hoặc là sao đó sắp xếp cho ở. Còn đợi chị có đi hay không. Đó, quan trọng chị có đi hay không rồi. Rồi, 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 rồi nha. Lên xe. Sao, 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 sao. Có thì có nằm bằng đây ta dạy bằng em học nè mấy học nó lên sạch nhà bao cao nè đấy rất bao rồi đều đây tuổi rất bao rồi đều có ai chỉ có là cái lớp này đó là ban ra là sát sạch mới dạy đó thì làm bằng bụng rất là yếu tôi nè dạng sao thấy chịu uống nước không? Nhưng mà có cái giá bây giờ nem đó là một con phẳng trời ơi, chụp bộ hồ anh làm cái bài hả? Đã bài chất ra con là con phẳng con là con phẳng con là con phẳng con là con Hello Vinny Trần, cậu em cưng. Và sắp tới nữa là học sinh Sang Phan sẽ có một lớp tại Ganro vào tháng 10, ngày 4, ngày 5, ngày 6 thì lớp đó đã full rồi nha mấy anh chị. Anh chị nào mà mình muốn đăng ký lớp cho Ganro đó thì mình có thể là giờ lịch vào tháng 11 nha mấy anh chị. Tháng 11 sẽ là ngày ngày 1, ngày 2, ngày 3. Thì cái lớp này thì mình sẽ có là special guest là Vinny Trần nha mấy anh chị. Rồi xong tháng 10 là ngày 18, 19, 20 thì Christine và Sang Phan và Team Silem sẽ có một lớp tại Sacramento. Anh chị nào mà mình chưa đăng ký là mình có thể đăng ký liền nha mấy anh chị ha. Và tháng 12 nữa là Christine sẽ có một lớp vào đầu tháng vào đầu tháng 12 tại Canon Road nha mấy anh chị. Là Christine sẽ cho cái lịch lên cho mấy anh chị, gửi cái lịch lên để cho mấy anh chị tiện mình theo dõi và mình đăng ký sắp xếp lịch của mình nha. Hello chùm bạn LED. Trong này thì khi mà làm dip á thì mình lấy sếp á, tại vì á mình dip á nên tới khi mà mình lấy sếp mình chỉ cần lấy nhẹ thôi, tại vì cái khi mà mình qua cái phần dip á nó mỏng hơn cái phần đắp nên là mình làm á mình không có từng tốn sức nhiều vẫn bảo lê, mình lấy nhẹ nhàng mình lấy lại cái sếp của mình vừa nhúng vừa đắp luôn. Đúng rồi, biết đẹp không? Màu rất là đẹp. Dạ, màu rất là đẹp nha. Anh quét từng bức tranh là đắp là mình dùng cái liquid. Đắp là mình dùng cái liquid. Còn khi mình nhúng á, thì mình sẽ là nhúng thôi. Mình nhúng vô là mình cái dạng nào mình nắm. Đó, khi mà làm xong á, trước khi mình xếp phải đậy vô cũng, tại vì những cái phần mà mình dựa nó bị rủi trắng trắng á, nó sẽ bay vô, thành ra lâu ngày đó là cái bộ bột khi mình ít mình sẽ thấy bột bột trắng, không phải là do mình thôi chứ không phải do ai hết. Chơi xong phủ sẵn nhấn trên lớp cái này là không cần nhấn ba lớp thì còn cái màu nào mà thấy nhạt quá thì nhấn ba lớp thì hiếm lắm, tại cái này là mình kiên nhất thì mình biết
cái này thì mình dùng một chiếu này. Cái này mình vừa làm cái da rồi để cái móng của mình rồi xong. Giờ mình tới mình chạy mình ha. Cái chai riết của em á xài tới giọt cuối cùng. Cái này là hơn nửa chai đó làm sample á. Em làm sample bằng chai này giờ đi tìm mua show với bao nhiêu cái rồi còn. Chắc là show này thay chai mới. Nó bị đỏ đỏ không sao hết á, tại vì đi show chấp nhận. Còn làm cho khách nó mới trả tiền. Nói cho vui đúng không? Thực tế làm sao một cái cây vậy nè. Cái nó đâu mà. Đâu không sao, khách hiện mà. Tại mình đi show phải biết cho khách coi. Này màu nè, thấy không chuẩn không? Màu xanh này rất là hay loang lộ đúng không? Mà biết cái này là không bị loang lộ. Màu xanh đó rất là hay á, hay bị lắm. Biết mà. Lấy cá trâu kiếm tụi à? Thấy làm cá trâu. Làm cá trâu luôn. Thấy con dành. À, hãy ý cá, ý chừng hãy con dành cầu, ý cá thấy gì làm cầu. Chứ bằng cầu. Hay á. Cam hay gì làm cầu, cam. Thực sự nói tiếng gì? Tiếng Hoa. Tiếng Hoa. Ủa tiếng Hoa là người Tàu đó. Dạ. Thực sự người Tàu đó là chú này. Dạ. Giỏi lắm. Tiếng Việt ha, tiếng Hoa ha, tiếng Anh ha. Nhóm đẹp rồi, mình vừa ít thôi. Những cái điều anh chị design đó, anh chị làm ra lấy cái tông màu của một khu rồi, anh chị cái điều design nào đó. Những cái điều design cái này nó cũng ra cái đẹp lắm. Cái máy chị mở cái giờ thì nó ra cái design đó. Dạ. Tại bột rất là mịn đó chị, khi mà mình nhúng vô nó ăn đều bột á, nó không có bị lợm cộm. Mọi người rất là mịn, rất là mỏng. Đó. Thì bóp hai bên này mình bóp xuống nè, cho nó ôm thêm chút xíu nữa. Bóp hai bên dưng. Chị bỏ cái này lên á, chị bỏ mảnh này lên, mảnh này thôi. Chị bỏ trở lại thì xé luôn. Nói mình bỏ nhiều mẫu á, khi mà chị đi á. Cái mũ lớn. Trở lại nó khô mất đi rồi. Nó ngắt nó khô. Dạ. Đúng không? Mình có hàng mũ lớn không? Bả. Có hàng mũ lớn. Mũ lớn. Cái này là phải hô ra trên mạng. Không được. Cái này hình như có một size hả anh ơi? Có một size. Dạ. Là một size nhỏ vậy hả? Dạ. Mình có thể có thể
thường thường mấy cái đó được luôn, được luôn. Nhưng mà bạn nói trên biết được. Được nhưng mà được, mình bỏ thóc mà mình bỏ, nhưng mà mấy cái dip này thường thường mình làm gì để nó last long, mình bỏ mát thóc thóc lên trước xong rồi mình mới bỏ hết mấy cái kia. Bỏ mát thóc thóc được dạ không có mát thóc thóc á, mình bỏ mấy cái mát thường nên nó trống quá trường. Thí dụ cái ngón nào á mình không design thì mình bỏ cứ 3-4 activate bình thường. Đi mà quên em đi cọ theo, lấy cái cọ lấy cái cọ đánh ombre phổi bụi luôn. Giờ mình rắc ngón út đi ha, xong cái mình vẽ ngón này ha. Rồi, còn mấy ngón còn lại mình bỏ cái 3-4 activate bình thường. Thường thường mình bỏ đó, mình bỏ theo thứ tự từ trái qua phải, rồi xong chút xíu nữa mình bỏ số 4 thốc khốc lên những từ trái qua phải luôn. Chứ nhiều khi bỏ tùm lum nó cứng bột, nó khô không đều nữa, nó cứng cỏ này. Rất là bóng luôn nha mọi người. Rất là bóng luôn. Tôi thử thóc này có bóng không? Tại giờ mấy khi nó làm cái thóc nó không có bóng. Bóng. Khô rất nhanh, giải này nhúng đó anh. Khô rất nhanh và rất là bóng nha mọi người. Nhìn đẹp quá không biết đó. Qua là một cái thấp cuối này có một cái anh đã tắt sản phẩm mình thì thấy cái một cái lên mặt nó sáng lên thì xoay dáng đẹp nhìn giống như đất luôn. Ờ thì đó là phải để nó ủa còn chưa rồi sẽ tại cái đó sơ là nghĩ là chắc là đúng rồi. Thì đúng rồi cái mình xoay dây được vẽ cho con. Nhìn đẹp như đất nha mọi người, rất là bóng và mịn. Khô rất là nhanh luôn á, nó đẹp quá. Đó. Bây giờ mình vẽ ha mọi người ha. Nó ra nó trong veo luôn, nó trong vắt luôn. Lớn. Khi mà đắp được cái crystal clear nha chị, đừng đắp nước khô nha. Đắp lên bụi chảy. Tại lý bụi khô nó làm cái bong bóng trong bụi rất là nhiều. Không có cái bong bóng nhiều thì đắp lên thì chụp cái hình này thì nhìn tay khách nó hay chấm chấm bụi cho là do cái lý bụi khô của mình. Rồi đó, cái nào vẽ với design á thì trước tiên mình bỏ mát thốc khốc lên cho nó không bị bung tróc nha mọi người. Đây, mát thốc khốc. Còn nhiều lắm. Rồi mình bỏ vô đèn nha mọi người.
khi mình ngồi được nhau. Em cũng thích lắm chứ, thì công ty hỏi thì đi công ty cử mình em đi thôi, không có gì ở nhà đâu, không chỉ em đánh đi nói. Ai đi thì bước đi dạy vậy đó, không phải là mình không phải là mình không thích mà đi dạy sợ quá chết quá không được đó. Cái mát sóc khúc này bên công ty nha, mịn như nhung, mọi người thấy không, rất là mịn luôn đó. Xong bây giờ mình rắc trước đi, mình rắc trước, mình có cái treo, có treo cái đá luôn. Đây mà giống như em chạy đây là cái lò, trên đó có hai lò nha mọi người. Một lò mình nặng ra đó, mình nặng ra rất là đặc và đá ở rất là lâu mọi người. Sáng này đi có cái cọ không, cái này bóp ra cọ. Bóp ra có cọ đâu muốn học tươi đi. Nè mọi người thấy không, mình bóp ra kéo xuống sau mình cọ mình tản ra. Ủa cái này treo trắng đá riêng luôn hả? Dạ. Ủi, dán đá là làm sao mà cho nó tiện bỏ thóp bóc luôn luôn á? Thường thường tại thường thường á là mình sơn thóp trước. Dạ. Là trước khi hơ đèn mình bỏ cái nó đựng hơ đèn mà bỏ này lên là mình gắn luôn thì nó cứng hơn không? Rắn đá đó ha. À, hả? Rắn đá thường thường mình để đem rắc trước đi ha. Ồ này này là nguyên móng đúng không? Này em rắc nguyên móng. Cái này cũng như dạng như cái clip mà treo nguyên móng luôn. Còn thường thường cái mình gắn á mình cũng nặng ra, thường thường mình nặng ra xong mình gắn đá lên, mình đúc đèn xong rồi chút xíu nữa mình sơn cái thóp khúc nè, cái mấy cái đá của nó đó, cái mình nhét vô như mấy cái khe đá đó anh chị, cái mình nhét vô nó sẽ chặt hơn nữa. Đó. Đây đá đất này mọi người. Đây không sao là chị, chúc em lấy cái này. Rất thường thường rất ở trong rất ra đó. Tại cái nào nó rớt xuống thì nó nằm dưới luôn. Đó, khi mà nó không đều nè, mình lấy cây cọ, lấy cây dũa của mình nè, mình chỉnh nó vô nè, nó sẽ ôm hơn. Đó, nó thẳng liền nè, mọi người thấy không? Đó nè, cái mình đẩy nó lên nè, cái mình ép nó vô, nó sẽ không bị mất xếp nè. Đó. Không, tại có nhiều người không có dùng cây dũa nữa, không bị mất xếp. Ép nó vô, xong mình đè nó xuống. Rồi xong mình đúc đèn nha anh chị. Nón tiếp theo em làm lại một lần nữa ha. Mình nặng treo ra. Treo nó đạt đó mọi người. Bóp nó phải mạnh chút ha. Mà treo càng đạt thì đá nó càng dính lâu ha. Xong mình tản treo ra. Coi chim này có luôn.
Em chưa bấm nữa mà nó lên rồi đó. Hay chưa? Đó thì mới nói đó. Sao mình rác mọi người? Không có cái đồ gì hết à. Làm nghề này á, có cái gì chơi cái đó nha mọi người. Đó, mình đời thật lắm, có gì chơi đó. Nè thấy không, lấy cây dũa nè. Đó, tấm đá lơ, đã vô thì đậm, không có bị mất xếp nè. Đó. Xếp vẫn chuẩn nha mọi người. Rồi, đứt đèn. Nó vậy là xong. Rồi tới phần treo vẽ ha mọi người. Cái này là không có quảng cáo nha, nhưng mà treo vẽ rất là mịn luôn. Cái độ đậm đặc của nó. Bộ này như anh? Dạ. Cái bộ này để em hỏi giá. Chết chà, không biết lượt lượt đầu không đó. Đây là lần đầu tiên đó chị, lần đầu tiên em live stream đó. Mọi người ơi, ủng hộ mọi người ơi. Nó cỏ tím kiếm từng cây nè. Cái này mình vẽ nè mọi người. Khi mình bỏ mát khóc khóc lên rồi đó. Cái đường vẽ của mình nó sẽ mướt hơn. Nhưng mà cái cọ này vẽ cái nước sơn mà mua của bên em được hả? Nó cũng giống vậy không? Cũng vậy thôi, nhưng mà tại vì cái này chỉ cái keo này nó dễ vẽ hơn. Mà cái kia chị vẽ cũng được. Chẳng lẽ giờ mình chỉ còn black and white mà mình mua hộp này 80 đồng đúng không? Dạ, có nhiều cái người khách đó cô. Người khách họ muốn màu khác thì sao? Đúng rồi, khách nó muốn màu đó, mình lấy mấy màu này nè. Nó, cái mình vẽ lên luôn. Nó rất là nhanh. Tiết kiệm thời gian lắm đó cô. Dạ. Đó. Nó dễ nhẹ nhàng vậy thôi mọi người. Rồi, cái đèn mất nữa. Nó không có chảy hả? Dạ không, tại vì cái dưới cái lớp vẽ này đó, mình bỏ một lớp mát thấp khúc nè cô. Đó. Cái lớp vẽ là bỏ cái mát thấp khúc lên. Mát thấp khúc lên nó giữ cái nét vẽ của mình sắc hơn. Nếu mà không có cái mát thấp khúc này á, nó sẽ bị nó sẽ loang ra cô. Nó loang. Cô để im chút xíu cái nó loang ra. Đó. Cái mình đắp móng này á. Cái này đắp chrome hả? Dạ chrome mình đắm đó cô. Nước đắp đắp hai. Tại sao khi mình bỏ cũng đem theo làm chứ không có đem theo không có bán. Cho nó một cái đôi sáng mắt rồi tham để cho cô cũng là khô. Khi mà đắp khô thì nó rất dễ bị cho bóng nha. Mình bỏ lên mình đắp được luôn. Vâng, chúc ai chị làm gì. Chút nữa cô muốn làm á, con làm thì con bỏ ha. Con có câu hỏi gì là hỏi con. Con biết nhiều con chạy hết luôn. Cơ ha. Đó. Điếp đẹp lên. Như đắp. Ha, điếp đẹp lên.
đúng là thầy mình tán cho nó cái bóp tay nghề quý lắm bây giờ tay đúng không tay xíu kia nếu nọ bột của nó rất là mịn cô bột của công ty rất là mịn đó cũng nhờ cái bột hả nó cho chúng dạ, cái bột nó mịn bột, tại vì tiệm làm em biết không mua bột tập lâm nó khó bột cho mình mấy cái chai này nè chị nếp á nó nhăn khô rồi nữa mua bột mua nó khó cho mình đó mấy cái tiệm nó phải mình chơi mát luôn chị ha cho nên chúng ta có sự khác biệt đâu không mà đâu có chơi mấy hãng này chơi hãng này không mình biết rồi thế thấy Atlanta mà làm nail á xài hãng gì đâu không à yeah. Ngay cả chi sồ cũng hiếm nữa tiệm nào xa nó mới thấy được chi sồ chứ đừng nói thấy mấy cái này mấy hãng này nên Silen về đây nè cô quảng cáo nè thấy không ủa này không quảng cáo nha mọi người này là làm luôn mà, không quảng cáo nhưng mà phải có supply nếu mà về đây cũng có supply ở đây mà không có supply ở đây thì chủ nó cũng đâu có mua ở đâu phải liên lạc thích like, bỏ thích like ở đây. Không, thí dụ mà có nhiều cái nhỏ đó cô, như là mấy cái mát thốt khúc này nè. Cái mình mua về mình làm. Là dạ, mình làm cũng được cô. Có, cô có mua hết này nè, 200 mấy nè. Dạ. Nhưng mà cái bộ này thì không có đây, sao mua? Cái bộ này phải lên online. Dạ. Bộ này phải lên online, bộ dip này nè. Dạ. Rồi xong đó mọi người, đây là một bộ hoàn tất của Deep của công ty Silen ha. Em cái khóc của bên em á. Bỏ nó có nhanh khô. Dạ rất là nhanh khô cô và rất là bóng luôn nè cô ha. Đây hả, đây là cái có Deep. Dạ. Đúng không? Và lúc đó. Mát thóc thóc mình như nhung nha mọi người. Đây. Ủa mình có thóc lên cái đá không? Dạ không. Cái này là nó dính rồi đó chị. Không có bỏ lên nó mất cái độ sắc của đá. Dạ rồi, để em bỏ dầu nữa thì tụi đi đổ tao. Dầu thì mình đã đắp một cục, không được mình đắp hai cục. Nó có nhiều cái kia này. Trời ơi, này bé tới cục bàn tay đẹp. Con nhận đẹp thiệt. Nhìn không biết đắp hay đi. Nhìn không biết đắp hay đi. Rửa xếp cũng chuẩn vậy. Em hồi chỉ chị rửa xếp cho chuẩn. Dạ, chút xíu nữa đưa bàn tay chị đây em chỉ hết cho chị luôn. Rửa xếp sao này? Từ xếp cho tới dấu khuyết điểm em, luôn. Em năm ngón chơi năm cái xếp em thường là gì tao mình. Năm ngón năm xếp luôn ha. Chơi luôn. Rồi rửa tay chị ở trong restroom ha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi cái live stream này nha. Bây giờ Bảo Lê xin chào mọi người. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ. Bye bye mọi người. Mọi người nhớ tới đây ủng hộ Silen nha mọi người.